các bạn thấy sáng ngày 14 tháng 7 trước khi một ngày đi Hòa giãn cách, dòng người mua các thực phẩm nhu yếu phẩm vào lúc này đông nghịt luôn các bạn. Đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang và tại các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu, tạm dừng tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng. Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tích cực khai